Lan Ngân xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện Chờ Cần Một Tuần Risto. Lan Ngân xin chân thành cảm ơn thính giả Tiểu Phu đã chuyển khoản ủng hộ cho em quà Giáng sinh. Lan Ngân cũng chúc cho tất cả các anh chị và các bạn nghe chuyện Chờ Cần Một Tuần Risto có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 251 bộ truyện độc bá thiên hạ nha. Hai mắt Hiền Viên Thái đỏ bừng, sắc mặt tái xanh. Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ bừng, tức giận nói: "Hầu tử, anh nói bận bẹ gì đó?" Nhìn thấy biểu hiện của Lạc Khuynh Thành, mọi người ở đây còn gì không rõ. Trong lòng Hiên Viên Thái càng là vô cùng ghen tị. "Ăn Diệp ư? Diệp Bắc Minh sao? Tên phế vật đó làm hại Huyền Thiên Tông thảm như vậy. Bây giờ cỏ trên mộ cậu ta đã cao tới vài mét, mà còn dám dùng thứ rác rưởi đó để làm nhục tao sao? Làm nhục mày thì sao? Cùng lắm thì hôm nay ông đây không thèm quan tâm đến cái mẹ mày nữa." Hầu tử chửi ầm lên: "Đồ bỏ đi, cái nhà mày đều chỉ là thứ bỏ đi. Đến đây, đi đồ bỏ đi, giết chết ông đây." Huyền Thiên Tông nghiêm cấm đồng môn tương tàn. Có nhiều người đang nhìn như vậy. Hầu tử đây là liều mạng quyết tâm muốn bảo vệ hai người Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ. "Hầu tử!" Lạc Khuynh Thành và Long Khuynh Vũ lập tức đã hiểu được ý của hầu tử, cực kỳ sợ hãi. "Không được nói lung tung." Hầu tử dường như không nghe thấy. "Tên phế vật kia, mày có dám giết tao không? Mẹ kiếp, không dám thì cút khỏi đây cho tao." "Được, rất được." Hiên Viên Thái tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Một giây sau, hắn ta trực tiếp lao tới, một bước đi đến trước mặt hầu tử. Từ trên cao nhìn xuống hầu tử, giọng nói lạnh như băng đến cực điểm. "Mày có thể đi chết rồi." Hắn ta giơ chân lên, dẫm mạnh xuống đầu hầu tử. Hầu tử nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười. "Ăn Diệp, năng lực của tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi." Đột nhiên, chân của tôi! Một tiếng kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng vang lên. Sau đó một tiếng ầm thật lớn vang lên. Hầu tử vừa mở mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Thái đã nằm ở bậc thang dưới cùng. Cái chân chuẩn bị dẫm chết đầu hầu tử kia đã hoàn thành một mảnh xương máu, hoàn toàn biến mất. Cái người hắn ta giống như một con chó chết, quằn quại đau đớn, la hét. "Ai? Là ai đã ra tay vậy? Tôi cũng không biết, tôi cũng không thấy rõ nữa." Các đệ tử bốn phía xung quanh đều thấy thay đổi sắc mặt. Đám người phụ nữ áo xanh hoảng sợ lao tới trước người Hiên Viên Thái. "Ăn Hiên!" Hầu tử phản ứng ngay lập tức. "Hè, ăn Diệp, ăn đã trở lại. Tiểu sư đệ, mau ra đi." Lạc Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Long Khuynh Vũ vui mừng. "Ăn Diệp quay về rồi sao?" Lúc này, từ phía sau đám người vang lên một giọng nói. "Hầu tử, có vẻ anh vẫn chưa có chút tiến bộ nào rồi. Sau này nhớ kỹ, muốn cứu người khác, trước hết phải bảo vệ chính mình. Sau này đừng sử dụng loại phương pháp tự sát này nữa, hiểu không?" Đám người tự động chắn ra một con đường. Phía cuối là một thiếu niên tuấn tú chính trực, khóe miệng của anh mang theo một chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là tiểu sư đệ. Lạc Khuynh Thành nở nụ cười trên môi, đôi mắt xinh đẹp lập lè những giọt nước mắt. Long Khuynh Vũ trực tiếp rơi nước mắt, vui mừng đến phát khóc. "Ăn Diệp, tôi còn tưởng ăn chết thật rồi cơ." "Ha ha ha." Hầu tử ngửa mặt lên trời cười lớn, lau khô vết máu ở khóe miệng. "Ăn Diệp, tôi là đồ phế vật, tôi không thể làm gì được, thực lực không đủ, chỉ có thể làm như vậy. Tôi chắc chắn không thể để đại sư tỷ và cô Long chết trước tôi, bằng không nếu sau này thật sự gặp nhau dưới địa ngục, không phải sẽ bị ăn mắng đến chết sao?" Diệp Bắc Minh trong lòng cảm động, đừng nói nhảm. Anh tiến lên một bước, xuất hiện trước mặt hầu tử, ngân trầm rơi xuống, thậm chí không cần dùng đến đan dược, hầu tử lập tức khỏe lại như voi. Diệp Bắc Minh còn cảm nhận được trong cơ thể hầu tử dường như có một chân long có thể lao ra bất cứ lúc nào. Sức mạnh của Long Huyết Bồ Đề sao? Tiềm lực của hầu tử cũng rất đáng sợ, chỉ là chưa có cơ hội phát huy. Diệp Bắc Minh thầm nghĩ. "Hầu tử, đây là chuyện gì vậy?" Hầu tử cười một tiếng, giải thích toàn bộ sự thật của câu chuyện. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, nhìn về phía Hiên Viên Thái và mấy người phụ nữ áo xanh. Tuy nhiên anh vẫn chưa ra tay, ngược lại lạnh lùng hỏi. "Hầu tử, anh đang làm gì ở Huyền Thiên Tông?" Hầu tử ấp úng. "Ăn Diệp, bây giờ tôi là đệ tử nội môn." "Đệ tử nội môn không tu luyện, lại đứng ở cổng làm gì?" Diệp Bắc Minh hỏi lại. Hầu tử có chút xấu hổ. "Ăn Diệp, tôi căn cổng." "Căn cổng ư?" Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại, lửa giận dâng trào. "Đại sư tỷ và Long Huyền Vũ ở đây quét rác, anh em tốt thì đi căn cổng sao? Ha ha ha, thật thú vị." Một giây sau, Diệp Bắc Minh trực tiếp quét lớn. "Tuyệt Vô Trần, Tiểu Bất Thủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế, Hoài Lân Lùng, tất cả các người đều cút ra đây cho tôi." Lời này vừa dứt, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều chìm vào im lặng.
Đám đệ tử ở Sơn Môn càng là nghẹn học nhìn chân chối, trong lòng gần như vỡ òa vì sợ hãi. Cậu ta vậy mà gọi thẳng tên của sáu vị lão tổ ư? Hơn nữa còn làm sáu vị lão tổ lăn ra đây sao? Gào một tiếng rồng gầm nương theo giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Giờ phút này vô số người trong Huyền Thiên Tông ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Sơn Môn. Là tên nhóc kia đã trở về rồi sao? Nhậm Kiếm Hàn kinh ngạc, đôi mắt xẻ ngùa của Huyền Viên Đại Long hừng tố lại. Tên nhóc này quả nhiên chưa chết. Ngay cả sáu người ở chỗ sâu trong cấm điện cũng đột nhiên mở mắt. Diệp Bắc Minh ư, cậu ta quay trở về sao? Cậu ta không chết ư? Tuyệt Phố Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Ba Lân Lung, cơ thể của sáu người cùng lúc run lên. Đi, mau đi xem. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cao tầng của Huyền Thiên Tông đều xuất hiện ở cửa vào Sơn Môn. Vô số đệ tử lần lượt xuất hiện, toàn bộ Huyền Thiên Tông vô cùng náo nhiệt. Hàng triệu người có mặt gần như cùng lúc, còn náo nhiệt hơn cả ăn Tết. Tuy nhiên hiện trường lại yên tĩnh đến đáng sợ. Một bầu không khí kỳ lạ lan tỏa trong đám đông. Nhóc Diệp, cậu quay trở về rồi sao? Thật tốt quá. Nhậm Kiếm Hàn hưng phấn. Sĩ Bắc Minh khẽ gật đầu. Ông Nhậm, anh vẫn còn tương đối tôn trọng Nhậm Kiếm Hàn. Hầu tử và đại sư tỷ đã từng nói Nhậm Kiếm Hàn đã rất quan tâm chăm sóc bọn họ. Hiên Viên Thái nhìn thấy nhiều cao tầng như vậy đến đây, ngay cả sáu vị lão tổ ngày thường không xuất hiện cũng tới, hắn ta lập tức có được dũng khí vô tận. Ông nội, sáu vị lão tổ, các vị nhất định phải làm chủ cho con. Tên Diệp Bắc Minh này điên rồi, cậu ta vừa về liền phế một cái chân của tôi đi, cậu xin mọi người nhất định phải nghiêm khắc trừng trị người này. Vừa dứt lời, một kiếm khí huyết sắc đã nghiền ép đến. Đám người Hiên Viên Thái, từ người phụ nữ áo xanh còn không có cả cơ hội phản ứng, trong nháy mắt đã bị chém thành một đống máu. Chuyện này, ánh mắt đám người co vào một chút. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Bắc Minh dám ra tay ngay trước mặt sáu vị lão tổ Huyền Thiên Tông. Diệp Bắc Minh, cô là đệ tử của Huyền Thiên Tông, thế mà lại tàn sát đồng môn Huyền Thiên Tông ư? Hiên Viên Đại Long tức đến run rẩy cả người. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Ồ, tôi là đệ tử của Huyền Thiên Tông từ bao giờ vậy? Nếu như tôi là đệ tử của Huyền Thiên Tông, sao mấy người lại không làm chuyện đã đồng ý với tôi? Sáu người Tuyệt Vô Trần, Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Lân Lung thẩm kêu không tốt. Tiêu Bất Hủ trầm giọng nói, cậu Diệp, theo chúng tôi vào cấm địa, chúng tôi sẽ cho cậu một câu giải thích hài lòng. Diệp Bắc Minh cười nhẹ một tiếng, ông thì tính là cái gì? Ông giải thích cho tôi ư? Đẩy huynh đệ của tôi đi can cổng, để người phụ nữ của tôi đi quét rác sao? Đây chính là câu giải thích của mấy người ư? Xung quanh càng thêm yên tĩnh, gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành đỏ lên. Cái gì mà người phụ nữ của cậu chứ? Nói lung tung. Lăng Khuynh Vũ có chút choáng váng. Hả? Mình là người phụ nữ của cậu ấy sao? Tuyệt Vô Trần không có cảm xúc gì. Cậu Diệp, hôm nay hành vi của cậu chúng tôi không truy cứu. Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tính. Theo chúng tôi đi cấm địa. Lão phụ lấy danh nghĩa lão tổ Huyền Thiên Tông để thề, nhất định sẽ để cho cậu một câu trả lời chắc chắn hài lòng. Hơn nữa lão phụ cam đoan, từ hôm nay trở đi, không ai có thể động tới huynh đệ và người phụ nữ của cậu nữa. Bây giờ cậu sẽ là thánh tử của Huyền Thiên Tông. Nghe thấy lời này, đám người vỡ tổ trong nháy mắt. Cái gì? Thánh tử? Độ má, đây là sự thật sao? Diệp Bắc Minh sau này sẽ là thánh tử của Huyền Thiên Tông ư? Mẹ nó, so sánh người với người đúng là làm tổn tức chết mà. Các đệ tử ở đây đều đỏ mắt, kêu lão tổ cút ra đây, giết đệ tử tông môn ngay trước mặt lão tổ. Còn không thèm nể mặt lão tổ ở trước mặt mọi người. Cho dù như thế, lão tổ vẫn tuyên bố để Diệp Bắc Minh làm thánh tử của Huyền Thiên Tông. Mẹ nó quả thực là quá trời trở chuộng rồi, ghen ghét đến chết. Hiên Viên Đại Long biến sắc, lão tổ, không thể. Nhậm Kiếm Hàn bật cười, ha ha, cậu Diệp còn không mau đồng ý đi. Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, chính là Diệp Bắc Minh lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ăn cười đến mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt, sau đó chỉ vào sáu vị lão tổ của Huyền Thiên Tông. Sáu con chó già là vẻ lãng mạn, nghĩ hay thật đấy. Lúc tôi có giá trị lợi dụng, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Đến khi tôi không có giá trị lợi dụng nữa, ngay cả huynh đệ và người phụ nữ của tôi còn không thèm quan tâm chút nào, bảo tôi làm thánh tử Huyền Thiên Tông ư? Mấy người xứng sao? Âm vang hỗn lực, hùng hùng hổ hổ, đần tài như óc. Huyền Thiên Tông vốn dĩ đang sôi trào khắp trốn, lại rơi vào yên tĩnh như chết một lần nữa. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, trong mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài. Ăn Diệp, hậu tử hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng. Lạc Khuynh Thành cười, đây mới là tiểu sư đệ của tôi.
Lăng Huỳnh Vũ nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, trực tiếp ngây người. Anh Diệp cứng rắn quá. Cậu! Tiêu Bất Hủ căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu đừng quá cuồng vọng. Nơi này là Huyền Thiên Tông, không phải là chỗ vớ vẩn gì. Sắc mặt bốn người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Luân Lung cũng vô cùng lạnh lùng. Tuyệt Vô Chuẩn lạnh lùng lên tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu xác định sao? Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng. Tôi xác định cái đầu ông, sáu con chó già, chết đi trong đây. Một con huyết long bỗng nhiên bộc phát ra. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy kiếm cảnh khôn chới mục ra, dẫm chân xuống một cái, lao thẳng về phía sáu vị lão tổ của Huyền Thiên Tông. Trời ạ, nhìn thấy một màn này, đám người Huyền Thiên Tông trực tiếp ngây ra. Tiêu Bất Hủ khẽ quát một tiếng, giao cho tôi giải quyết. Tiểu xuất sinh này đơn giản là không biết lòng tốt của người ta mà. Nếu không phải chúng ta giúp cậu ta đã sớm chết dưới sự truy sát của Thiên Đạo Tông rồi. Thế mà còn bị cắn ngược lại một cái ư. Khó trách hoa tộc thượng cổ sẽ bị diệt tộc. Kết cục này đúng là đáng đời. Ông ta đưa tay ra nắm lại. Một thanh trường thương màu vàng xuất hiện trong tay. Một luồng sát khí ngưng tụ trực tiếp đâm về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Khí tức đế cảnh bộc phát. Một kích này căn bản không cho Diệp Bắc Minh đường sống. Leng keng một tiếng vang thật lớn. Trường thương màu vàng vừa tiếp xúc với kiếm cảnh khôn chấn ngục liền nổ tung tại chỗ. Làm sao có thể? Tiêu Bất Hủ lập tức luống cuống. Kiếm cảnh khôn chấn ngục không có chút ý định dừng lại nào, chém về phía đầu Tiêu Bất Hủ. Cẩn thận! Tuyệt Vô Trần khẽ quát một tiếng. Huyết Long giết! Diệp Bắc Minh hét to. Một tiếng rồng gầm vang lên bên tai mọi người. Một con huyết long xông ra từ kiếm cảnh khôn chấn ngục. Con người của Tiêu Bất Hủ điên cuồng co vào. Một cảm giác tử vong khóa chặt lấy ông ta. Đừng, cậu Diệp đừng mà. Huyết long va mặt lên đầu của Tiêu Bất Hủ, khiến nó nổ tung như dưa hấu. Sát thần trở về, thế không thể đỡ. Tên nhóc này có thể giết cản đế ư? Hiền Viên Đại Long bị dọa đến mức bản thân run rẩy. Không đúng, rõ ràng tên nhóc này mới là cảnh giới siêu phàm. Chờ một chút, động má. Vừa mới qua bao lâu mà cậu ta đã là cảnh giới chúa tể đỉnh phong rồi ư? Đây là tốc độ gì? Đám đệ tử Huyền Thiên Tông còn lại cũng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh giống như là gặp quỷ. Cậu! Tuyệt Vô Trần chỉ vào Diệp Bắc Minh, đôi mắt giống như là đang rỉ máu. Nhị sư đệ! Diệp Bắc Minh, cậu dám giết nhị sư đệ của chúng tôi ư? Ba người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh muốn rất cả mí mắt. Diệp Bắc Minh, cậu đáng chết! Mẹ nó, đừng nói nhảm nữa! Ông nghĩ ông đây đang nói đùa chắc? Diệp Bắc Minh giận dữ mắng một tiếng. Sáu con chó già bộ bẹt, không ai chạy thoát được đâu, chết hết đi cho ông đây. Tiểu xuất sinh này điên rồi, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc ấy lão phu nên dùng một chưởng đánh chết cậu ta. Sắc mặt Tuyệt Vô Trần cực kỳ khó coi, cậu thật đáng chết. Một giây sau, Tuyệt Vô Trần giải bước ra, khí thế đế cảnh hoàn toàn bộc phát, giống như là một ngọn núi cao nghiền ép đến. Trong nháy mắt, ông ta xuất hiện ở trước người Diệp Bắc Minh, không chút do dự nện một quyền xuống, giống như là sao băng đánh xuống mặt đất. Uy lực đế cảnh kinh khủng như vậy, Diệp Bắc Minh không sợ chút nào, kiếm cảnh khôn chấn ngục ngân đón lên. Răng rắc một tiếng vang giòn, thế mà cánh tay của Tuyệt Vô Trần trực tiếp nổ tung. Trong đôi mắt vốn đang tràn ngập giận dữ của ông ta hiện lên một vẻ sợ hãi, chợt phẫn nộ quát, đồng loạt ra tay, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khiến tên tiểu xúc sinh này hồn phỉ phát tán. Hai lần lùng khẽ quát một tiếng, đại sư huynh đừng mắc thêm lỗi lầm nữa, cậu Diệp không phải người vô tình, chúng ta đã làm sai trước, nhận sai thì cậu ấy sẽ không trách tội chúng ta. Tuyệt Vô Trần lên cơn giận dữ, đồ ăn cây táo rào cây sung. Lão phu bảo bà ra tay, bà dám do dự? Đại sư huynh, tôi... Hai lần lùng đang định giải thích. Cút! Tuyệt Vô Trần đột nhiên bộc phát, tung một quyền đánh bay Hai lần lùng. Ba người còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay. Hai lần lùng ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ba người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế liếc nhìn nhau. Trịnh Cửu Uyên khẽ quát một tiếng. Dùng toàn lực ứng phó, đừng cho tên tiểu xuân này bất cứ cơ hội nào. Ông ta đang định chuẩn bị ra tay. Vèo, một tàn ảnh lướt qua, ngay sau đó, một âm thanh giòn rã vang lên, Trịnh Cửu Uyên lập tức bay ra ngoài, khuôn mặt sưng lên giống như đầu heo, khóe miệng tràn máu tươi ra. Diệp Bắc Minh lặn lùng nhìn chằm chằm ông ta, ông rất thích ra mặt đúng không? Trịnh Cửu Uyên suýt nữa thì giận điên lên, chửi ầm lên, cô dám đánh vào mặt lão phu ư? Đật, ngay trước mặt hàng triệu đệ tử Huyền Thiên Tông, đây quả thực là trà đạp lên tôn nghiêm của ông ta. Đế cảnh ư? Cũng chỉ đến thế mà thôi, ông chỉ biết vô dụng gầm thét sao? Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu. Diệp Bắc Minh! Trịnh Cửu Uyên nổi giận gầm lên một tiếng.
Sĩ có thể giết, không thể nhục. Siêu Bắc Minh gật đầu. À, vậy ông hãy chết đi. Ăn sợ kiếm cảnh hồn giới ngục lên, không chút do dự, chém về phía đầu Trịnh Cửu Uyên. Đừng mà, cuối cùng Trịnh Cửu Uyên đã sợ. Và giây phút kiếm cảnh hồn giới ngục đánh tới, tất cả tôn nghiêm và phẫn nộ đều hóa thành sợ hãi. Ông ta điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể, đồng thời quay về phía đám người Tuyệt Vô Trần, nhìn Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế gào thét. Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứu tôi, mẹ nó mà cứu. Âm, kiếm cảnh hồn chế ngục rơi xuống, Trịnh Cửu Uyên hóa thành một đống máu. A, đám trưởng lão Nhậm Kiếm Hành, Hiền Viên Đại Long đều hít sâu một hơi. Mẹ nó cũng quá kinh khủng đi, đây chính là lão tổ của Huyền Thiên Tông. Thế mà Diệp Bắc Minh lại giết đế cảnh như giết gà, hậu tử siết chặt nắm đấm. Mẹ nó ăn diệp quá mặn, đến bao giờ mới có thể giống như ăn diệp chứ? Vẻ mặt Lâm Khuynh Vũ nóng như lửa, trong mắt chỉ có một mình Diệp Bắc Minh. Lạc Vân Thành từ đầu đến cuối vẫn còng khóe miệng, nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn về phía ba người Tuyệt Vô Trần, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh Quỷ Đế. Đến lượt các ông rồi. Cậu, trái tim ba người đồng thời có rụt lại. Trong đôi mắt của Tuyệt Vô Trần hiện ra ý lạnh như băng, nhưng trong lòng đã đánh trống lui quân. Đáng chết, đáng chết, rốt cuộc tên nhóc này đã gặp chuyện gì vậy? Thực lực của cậu ta sao có thể tăng lên một cách khủng bố như thế? Còn chưa đến một tháng nữa, chẳng lẽ tên nhóc này sẽ có thể dẫn hai tộc vươn lên sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tuyệt Vô Trần vô cùng hối hận. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể hoàn toàn giết chết Diệp Bắc Minh, không có con đường thứ hai để chọn. Cơ hội cuối cùng, đồng loạt ra tay. Tuyệt Vô Trần cắn răng giết. Ông ta quát to một tiếng, ba người bộc phát chân nguyên toàn thân, hai người Nghiêm Bắc Huyền và Vô Danh Quỷ Đế đánh về phía Diệp Bắc Minh. Điều khiển tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Là thế mà Tuyệt Vô Trần lại chạy về hướng ngược lại. Ông ta bỏ chạy. Tuyệt Vô Trần, ông lừa chúng tôi. Nghiêm Bắc Huyền và Vô Danh Quỷ Đế đồng thời quay đầu, phát ra một tiếng oán hận tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt hai người. Âm ầm, hai đống máu nổ tung. Ánh mắt của tất cả mọi người đều co rụt lại theo mảnh mưa máu. Đầu óc vang lên ầm ầm, giống như là đang nằm mơ. Sáu vị lão tổ, ngoại trừ Hoa Linh Lung, thì bốn người chết ngay tại chỗ. Tịch Phong Trần chật vật bỏ chạy, mà tất cả những điều này đều chỉ do một thanh niên gây ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, chỉ còn sợ hãi vô tận. Trong bầu không khí yên lặng như tờ, Diệp Bắc Minh đi đến trước người Hoa Linh Lung. Nói đi, tại sao bà lại nói chuyện giúp tôi? Hoa Linh Lung còn chưa trả lời, Nhậm Kiếm Hàn đã xông lại. Nhóc Diệp, à không, cậu Diệp, Lục sư tỷ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ hãm hại cậu, chỉ là bị tâm tư của Tuyệt Vô Trần lừa thôi. Hầu tử đi tới, ăn diệp, Bắc Hoa lão tổ cũng từng quan tâm đến tôi, còn tự mình thu tôi làm đệ tử. Bắc Hoa sư phụ lo lắng mấy người Tuyệt Vô Trần biết, cho nên mới không cho tôi nói ra bên ngoài. Lão Khuynh Thành nói, tiểu sư đệ, Bắc Hoa lão tổ là người tốt. Long Khuynh Phụ cũng mở miệng theo, Bắc Hoa lão tổ đã giải vây cho chúng tôi nhiều lần. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dừng một chút, tiến lên một bước, ngân châm trong tay rơi xuống. Cả người Hoa Linh Lung run lên, khuôn mặt sẻ mùa khôi phục huyết sắc. Diệp Bắc Minh nhớ mày, ba từng trúng độc ư? Hoa Linh Lung kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, gật đầu. Tôi đã dùng hơn chục ngàn loại hoa làm thuốc luyện chế vạn hoa đan, đúng là trong cơ thể đã tích lũy rất nhiều độc tố. Diệp Bắc Minh chuyển đề tài, tôi muốn lấy Long Thái Chỉ về, mẹ không có ý kiến gì chứ? Hoa Linh Lung gật đầu. Long Thái Chỉ vốn là đồ của cậu. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, nhanh chân đi vào trong đại điện Huyền Thiên Tông. Những người còn lại sững sờ, nhao nhao tiến vào đại điện. Chỉ nhìn thấy Diệp Bắc Minh không hề kiêng dè chút nào, trực tiếp ngồi lên bảo tọa tông chủ cao nhất đại điện. Nơi đây đã trống rỗng mấy chục ngàn năm, cho dù là Tuyệt Vô Trần cũng không thể ngồi lên, vẫn để lại chỗ trống. Hôm nay thế mà Diệp Bắc Minh lại ngang nhiên ngồi lên trên bảo tọa tông chủ, trong lòng rất nhiều người đều trầm xuống. Chẳng lẽ tên nhóc này muốn làm Huyền Thiên Tông chủ ư? Một số trưởng lão quay ra nhìn nhau. Một giây sau, Hiền Viên Đại Long đi ra từ trong đám người. Cậu Diệp, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu vừa giết lão tổ Huyền Thiên Tông chúng tôi, hiện bây giờ lại muốn làm tông chủ Huyền Thiên Tông sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi và bọn họ vốn là ân oán cá nhân, không liên quan gì đến Huyền Thiên Tông cả. Nghe thấy lời này, đám người Huyền Thiên Tông thở ra một hơi. Mấy vị lão tổ ngã xuống, mặc dù Huyền Thiên Tông sẽ rơi xuống khỏi vị trí tông môn đỉnh cao, nhưng không đến mức bị hủy diệt. Vậy cậu Diệp có ý gì?
Hiền viên đại lòng nhướng mày, Diễm Bắc Minh thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, đại sư tỷ Lạc Khuynh Thành của tôi chính là chủ nhân của Huyền Thiên Tông. Phương Khẩn Hậu, từ đệ tử nội môn, tăng lên thành thánh tử Huyền Thiên Tông. Ai đồng ý, ai phản đối? Hả? Lạc Khuynh Thành sững sờ, hai mắt hầu tử tỏa sáng. Má, tôi được làm thánh tử ư? Hiền viên đại lòng quát, tôi phản đối. Diễm Bắc Minh lười nói nhẹ, tiếng càn khôn chính ngục nghiền ép xuống. Ầm! Hiên viên đại long hóa thành mưa máu, thanh âm im bặt, chỉ còn lại giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên một lần nữa, còn có ai phản đối nữa không? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không còn ai dám mở miệng, ánh mắt hoa lên lùng lấp lóe. Phương Khinh Thọ bây giờ là đệ tử của tôi, lại từng dùng long huyết bồ đề tẩy cân phạt tủy, thiên phú tuyệt đối không có vấn đề, dư sức làm thánh tử. Lạc Khuynh Thành làm người trầm ổn, cho dù là tâm tính, trí tuệ, lòng dạ hay là EQ đều không kém. Để cô ấy làm tổng chủ, có thể trực tiếp khoái Diệp Bắc Minh và Huyền Thiên Tông lại. Lần này, mặc dù Huyền Thiên Tông tổn thất 5 vị lão tổ đế cảnh, nhưng có thêm Diệp Bắc Minh có thể giết được đế cảnh, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Trong nháy mắt, Hoa Linh Lung đã nghĩ rõ tất cả. Hơn nữa, cậu ấy còn là... Nghĩ tới đây, Hoa Linh Lung mỉm cười, tôi đồng ý. Một đám quản lý của Huyền Thiên Tông quay sang nhìn nhau. Đám người suy nghĩ một hồi, đều lần lượt nghĩ đến chuyện kia. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Tham kiến Lạc tông chủ, tham kiến Vương thánh tử. Một đám quản lý tiến lên bao vây hầu tử và Lạc Khuynh Thành chợt như nêm cối. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy đi về phía cấm địa Huyền Thiên Tông, Hoa Linh Lung theo sát phía sau. Hai người một trước một sau đi vào bên trong cấm địa. Nói đi, vì sao lại giúp tôi? Diệp Bắc Minh dừng lại. Hoa Linh Lung không hề nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cây trâm cài tóc. Diệp Bắc Minh cầm lấy xem, trâm cài tóc của Đông Phương Sáng Nguyệt ư? Sao lại ở chỗ bà? Hoa Linh Lung mở miệng, tôi và Sáng Nguyệt là bạn thân. Bạn thân ư? Diệp Bắc Minh sững sờ, chợt hiểu ra. Đông Phương Sáng Nguyệt đã từng bảo Diệp Bắc Minh gia nhập Huyền Thiên Tông, bởi vì cô ta có một người bạn tốt ở Huyền Thiên Tông, chỉ sợ sẽ là Hoa Linh Lung. Hoa Linh Lung quái dị nhìn Diệp Bắc Minh một chút, không ngờ thế mà cậu lại bắt được cô ta. Ánh mắt của người bạn tốt này của tôi rất cao. 10.000 năm trước, dung mạo của hai người chúng tôi còn lọt vào 10 vị trí đầu trong bảng xếp hạng nữ thần nhà họ Mặc. Từng ấy năm nay, chưa có bất kỳ người nào có thể lọt vào mắt của cô ta. Thế mà cô ta lại cam tâm tình nguyện mang thai con của cậu, đúng là chuyện lạ. Diệp Bắc Minh có chút xấu hổ, anh lập tức nói sang chuyện khác. Hà lão, bà có biết tung tích của Đông Phương Sáng Nguyệt không? Hà Linh Lung lắc đầu, nửa tháng trước, cô ta đã đến Huyền Thiên Tông tìm tôi. Chỉ để lại cái trâm cái tóc này và một phong thư, tự cầu xem đi. Nói xong, bà ta lấy ra một bức thư chưa mở. Diệp Bắc Minh nhận lấy xem, con người co vào một chút, giới U Minh. Thế mà chủ luân hồi lại dẫn Đông Phương Sáng Nguyệt đi giới U Minh. Đây chính là nơi mà bố mẹ mình tới. Chẳng lẽ đây chính là số phận đã được sắp đặt trước rồi sao? Diệp Bắc Minh lông mày vặn cùng một chỗ. Sau một lát, ăn cất lá thư đi. Cảm ơn Hoa lão. Hoa Linh Lung hử nhẹ một tiếng. Hử, nếu cậu và Sáng Nguyệt đã là quan hệ đó, thì đừng gọi tôi là Hoa lão nữa, chúng ta cứ xưng hô ngang hàng là được. Cậu có thể gọi tôi là cô Hoa. Ầm! Diệp Bắc Minh lảo đảo một cái, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cái gì? Cô Hoa ư? Hoa Linh Lung trợn trắng mắt. Làm sao? Đừng nhìn khuôn mặt tôi giả nua giống như một bà lão, trên thực tế tôi và Sáng Nguyệt xấp xỉ tuổi nhau đấy. Chỉ là bởi vì tôi trúng độc cho nên mới khiến máu thịt suy bại thôi. Nếu như tôi khôi phục tuổi trẻ, cũng là nữ thần được hàng ngàn người theo đuổi đấy. Trong lòng Diệp Bắc Minh hơi động. Hoa, cô Hoa, có lẽ tôi có biện pháp giúp cô khôi phục tuổi trẻ. Cô nói cái gì? Cả người Hoa Linh Lung run rẩy một chút, bỗng nhiên mở to hai mắt đục ngầu. Không phải cô đang nói đùa chứ? Tôi chắc chắn 70%. Diệp Bắc Minh tỏ ra vô cùng tự tin, anh đã lĩnh ngộ được hoàng đế nội kình. Nhìn một cái liền hiểu rõ tình huống của Hoa Linh Lung, 70% đã là ăn nói khiêm tốn lắm rồi. Được, 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 cậu muốn tôi phối hợp thế nào? Hoa Linh Lung kích động run rẩy. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, chỉ vào một tảng nham thạch. Cô Hoa, cô chỉ cần ngồi ở chỗ này là đủ. Hoa Linh Lung không chút do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đá. Cô Hoa, mời cởi quần áo ra, Diệp Bắc Minh nói. Hoa Linh Lung hơi nổi giận. Nhóc con, cô muốn chiếm tiện nghi tối sao? Trong mắt Diệp Bắc Minh toàn là vẻ tỉnh táo, lắc đầu nói. Lấy dáng vẻ của cô nghĩ tôi sẽ chiếm tiện nghi của cô sao? Thôi được rồi, Hoa Linh Lung cắn răng, vì để khôi phục tuổi trẻ, liều mạng, bà ta cởi quần áo trên người ra, làn da khô quắt giống như cây khô vậy,
thật sự là không có bất cứ nét đẹp nào. Diệp Bắc Minh càng không có hứng thú thưởng thức, ngân châm không ngừng rơi xuống, đâm vào bên trong huyệt vị. Đến lúc một cây ngân châm cuối cùng rơi xuống, cả người Hoa Linh Lung run lên, phun ra một miệng máu, đen tanh hôi khó ngửi. Một giây sau, kinh mạch vốn dĩ đang suy bại, lập tức khơi thông, vô số tinh khí trong nháy mắt xông vào toàn thân. Một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện, làn da vốn dĩ nhăn nheo, thế mà lại phát ra những tiếng tắc tắc tắc, chậm rãi tách rời ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, mặt ngoài cả người Hoa Linh Lung được bao bọc bởi một lớp da hư thối. À, tôi! Hoa Linh Lung cũng cảm giác được thân thể biến hóa, run rẩy phát ra một tiếng kêu, lại khiếp sợ phát hiện ngay cả giọng nói của mình cũng khôi phục tuổi trẻ giống như thiếu nữ. Làm sao có thể? Hoa Linh Lung kích động đứng lên, ầm ầm, bộ da khô trên người thi nhau bong ra từng mảng, cơ thể mềm mại mịn màng của một thiếu nữ hoàn toàn xuất hiện trước mắt Diệp Bắc Minh. Tôi khôi phục, trời ạ, tôi khôi phục rồi, tôi thật sự khôi phục rồi, quá tốt rồi. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to sáng lạnh như bảo thạch, làn da mịn màng trong trắng lộng hồng. Diệp Bắc Minh trợn to mắt, lúc này chỉ có một câu có thể hình dung Hoa Linh Lung: hoa sen mọc trong nước xanh. Khó trách lại được xưng là một mỹ nữ trong top 10 huyền giới, khó trách dám lấy tên là Bắc Hoa Thần Đế. A! Hoa Linh Lung kinh hồn một tiếng, cậu còn nhìn. Một làn gió thơm thổi qua, hàng ngàn cánh hoa bay tán loạn, ngăn cản mắt anh. Đợi đến khi tất cả cánh hoa rơi xuống đất, trước mắt Diệp Bắc Minh đã là một thiếu nữ thanh tú động lòng người, dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vẻ thẹn thùng và kích động. Cảm ơn cậu Diệp. Diệp Bắc Minh lúng túng gật đầu. Cô Hoa, chúng ta đi Long Thái Trì đi. Được, hai người đi đến trước Long Thái Trì. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh xe sầm mặt lại. Chẳng vị sư phụ của tôi đâu rồi? Hoa Linh Lung sững sờ, đôi thần niệm về phía Long Thái Trì tìm kiếm, lập tức biến sắc. Bên dưới Long Thái Trì rỗng tuếch, chẳng vị sư phụ của Diệp Bắc Minh đã không biết tung tích. Tôi nhớ ra rồi. Thân thể mềm mại của Hoa Linh Lung chấn động, nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Chẳng vị sư phụ của cậu đều là người luân hồi. Cái gì? Ánh mắt Diệp Bắc Minh co vào một chút. Chẳng vị sư phụ của tôi đều là người luân hồi ư? Hoa Linh Lung gật đầu. Đúng vậy, vô gian quỷ đế phát hiện luân hồi ấn ký trong cơ thể của bọn họ. Hơn nữa, chẳng vị sư phụ của cậu đã ngưng tụ thần xác trong Long Thái Trì. Trong máu thịt còn có long khí trời đất. Thần xác của bọn họ là do Long Thái ngưng tụ mà thành, là dược liệu hoành mỹ trời sinh. Tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây, có người của thằng Thiên Đen đến Huyền Thiên Tông. Chỉ sợ... Trái tim của Diệp Bắc Minh lập tức lặn hẳn xuống. Chẳng lẽ chẳng vị sư phụ của mình đều đã bị thằng Thiên Đan đưa đi luyện đan rồi? Đi, đi thằng Thiên Đan. Diệp Bắc Minh cũng không ngủ yên được nữa. Sau khi đưa Long Thái Trì trở lại di tích Côn Luân Thượng Cổ, anh liền điên cuồng đi về hướng thằng Thiên Đan. Cùng lúc đó, Tuyệt Vô Trần đã đi đến trước Sơn Môn Thiên Đạo Tông. Tôi là lão tổ Huyền Thiên Tông, Tuyệt Vô Trần, lập tức thông báo bắt Lý Chân Văn cho tôi. Tôi muốn gặp ông ta. Tuyệt Vô Trần hét lớn, khí tức đế cảnh điên cuồng tuôn ra. Đám đệ tử Thiên Đạo Tông không dám thất lễ. 10 giây sau, Bát Lý Chân Văn xuất hiện. Nhìn thấy Tuyệt Vô Trần bị thương, một cánh tay biến mất, Bát Lý Chân Văn lập tức cười. Lão già, với thực lực của ông mà cũng bị thương sao? Nói đi, ông đã trêu chọc người nào? Chẳng lẽ là học viện viễn cổ sao? Trước đó không phải ông tỏ ra rất châu bò ư? Thế nào, đến Thiên Đạo Tông tìm sự che chở à? Đôi mắt Tuyệt Vô Trần đỏ bừng, nhìn chọc chọc vào Bát Lý Chân Văn. Bát Lý Chân Văn, hy vọng sau khi ông biết được tin tức này, có thể nói ra mấy lời trầm trọng được nữa. Diệp Bắc Minh không chết, cậu ta đã quay lại Huyền Thiên Tông. Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Nguyên, Nghiêm Bắc Huyền, tổng cộng 5 người đều chết dưới tay cậu ta. Kế tiếp chắc hẳn chính là Bát Lý Chân Văn ông đấy. Ông ta vừa dứt lời, Bát Lý Chân Văn suýt nữa nhảy dựng lên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đôi mắt ông ta đỏ như máu, trái tim gần như nổ tung. Tiểu sinh kia đã chết ở vùng đất Thiên Tuyệt rồi, làm sao có thể còn sống? Tuyệt Vô Trần cười lạnh một tiếng, không có cái gì là không có khả năng. Tiểu xuất sinh này sống rất dài, lão phu chỉ muốn nói cho ông một câu, cậu ta đã tiến vào cảnh giới chúa tể, thực lực hoàn toàn nghiền ép đế cảnh. Nghe được câu này, con người Bát Lý Chân Văn co vào một chút. Lúc ở vùng đất Thiên Tuyệt, ông ta đã được chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong đã có thể giết đế cảnh, lại có thể an toàn rút lui, bây giờ mới qua bao lâu, thế mà tên nhóc này đã tiến vào cảnh giới chúa tể rồi ư? Cho dù trên thân thể tiểu xuất sinh này ẩn giấu bí mật,
hay là thân phận đời sau của hoàng tộc, cho dù là thực lực khủng bố hay là thiên phú yêu nghiệt đều phải chết. Nghĩ đến đây, đôi mắt bắt Lý Chân Văn đỏ như máu. Tiểu xuất sinh này còn ở Huyền Thiên Tông sao? Tịch Vô Trần gật đầu. Tạm thời còn ở Huyền Thiên Tông, một khi có bất kỳ động tĩnh gì sẽ có người liên hệ với lão phù. Đột nhiên, Tịch Vô Trần lấy ra một cái ngọc bội đang lóe sáng. Ông ta nhắm mắt lại, thần niệm đắm chìm trong đó. Sau một lát, ông ta mới mở mắt ra. Tin tức mới nhất, tiểu xuất sinh này đã rời khỏi Huyền Thiên Tông, đi về phía Thần Thiên Đan. Thần Thiên Đan ư? Mí mắt bất Lý Chân Văn không ngừng nhảy lên. Ông ta lập tức hạ lệnh liên hệ với người của Xác Minh, Vũ Cực Tông, Tân Khư Môn, Giá Lạng Mang. Vùng đất thiên tuyệt không có cách nào giết chết cả này. Thần Thiên Đan sẽ là nơi tán thần của cậu ta. Tịch Vô Trần nhíu chặt mày lại. Bất Lý Chân Văn, đừng trách tôi không nhắc nhở người. Lão phu có một loại ảo giác, cho dù là 20 đế cảnh đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể giết được kẻ này. Bất Lý Chân Văn lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như cảnh giới đế tôn cũng ra tay thì sao? Cái gì? Trái tim Tuyệt Vô Trần run lên. Ông nói là... Một giây sau, toàn bộ lo lắng trên mặt ông ta biến mất, cười một tiếng đầy ẩn ý. Cảnh giới đế tôn ra tay, kẻ này chắc chắn sẽ phải chết. Thần Thiên Đan, trước phụ thần chủ, cậu Diệp, chưa chắc chuyện trăm vị sư phụ của cậu mất tích đã có liên quan đến Thần Thiên Đan. Hà Lân Lùng cũng đi theo, cô ta nhìn phụ thần chủ một chút. Bối cảnh Thần Thiên Đan rất phức tạp, để cho an toàn, không bằng để tôi cho người thông báo một tiếng trước, lấy thân phận lão tổ Huyền Thiên Tông của tôi. Thần Thiên Đan không đến mức, không để mặt chúng ta. Diệp Bắc Mân lắc đầu. Làm sao phải tuyển tái như vậy? Ăn nhanh chóng tiến lên, đến cửa chính phủ thần chủ. Người nào? Dừng lại! Một người đàn ông mặt chữ quốc quát lạnh một tiếng. Thấy Diệp Bắc Mân không có ý dừng lại, trong đôi mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh. Nhóc con, cậu chán sống hả? Tập 251 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Lan xin hẹn gặp lại quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuyền Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.